Đây, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có quay một cái clip về một cái nhà gỗ lim 3 gian 4 vì. Đấy, cái nhà này thì rất phù hợp để anh em dựng ngồi chơi uống nước. Đấy, rất phù hợp để anh em dựng ngồi chơi uống nước hoặc là làm nhà ngang, làm bếp. Đấy, rất là phù hợp. Đấy, thì diện tích mình thông qua cái diện tích sơ bộ nhé. Lòng nhà tính từ tim cột hàng cửa đến tận cột hậu là 4m40. Lòng nhà 4m40. Gian giữa là 2m4, gian bên là 2m2, gian giữa là 2m4, gian bên là 2m2, hiên nhà là 1m3, đấy, có nghĩa là nó rơi vào khoảng 7m nhân với cả 6m, 40m2, 7m nhân 6m khoảng 40m2, lối nhà kẻ truyền, đấy, toàn bộ khung gọng chính là bằng gỗ lim Thanh Hóa, đấy, lim Thanh Hóa Nghệ An. Tổng nhà là 20 cột. Tổng nhà là 20 cột. Bộ khung gọng chính bao gồm cột, quái giang, xà, kẻ, câu đầu là toàn bộ là bằng gỗ lim hết. Có phần hoành dui thì mình sẽ bổ sung là sền táo. Đấy. Anh em nào mua thì tặng luôn một con chum thời Nguyễn. Con này để bày chơi rất là đẹp. Chum thời Nguyễn. Dáng lối cân, miệng tròn, vấu đủ. Rất đẹp. Ở dưới là con chum này thì bày chơi thôi, ở dưới kia nó bị vỡ mấy cái đáy nữa. Tí đi dọn nhà không anh? Quỳnh Thọ. Nhà bé, nhà hai vì. Đây, 4 vì kẻ truyền. Ừ. 4-5 người đấy. Đây, 4 vì kẻ truyền. Đây, quái giang đục, đây, kẻ đây. Đấy, kẻ hiên đây, kẻ hiên đục đây. Đấy, cái đục. Đây, toàn bộ đồ này là bằng gỗ lim hết. Đấy, toàn bộ cái đồ mà anh em thấy ở đây bằng gỗ lim hết. Thì cái này đánh lót đi. Đánh lót đi làm màu thì sẽ rất đẹp. Đấy, toàn bộ là gỗ lim ta Nghệ An hết. Lim này thì chất lượng rất là tốt. Mọi người có thể đánh giá là những cái cây, những cái nhà lim mà mình đã đắp dựng này. Bản thân nó xù xì như thế này thôi nhưng mà mưa nắng dãi dầm hàng trăm năm nữa cũng không hỏng. Đấy. Gỗ lim. Cái cột này là cao 3m3. Cột này là cao 3m3. Anh em mua thì sẽ có kèm theo một bộ chân đá. Kèm theo một bộ chân đá 20 nữa đây. Đá này là đá 20 nguyên bản của nó luôn. Đủ hết cả nếp nhà. Đấy. Đây, tiền kẻ, hậu kẻ. Đây. Kẻ hiên đây. Nhà này thì dựng chơi rất là đẹp bởi vì là nó cân mái. Cân mái hai bên luôn. Toàn bộ là bằng gỗ lim ta hết. Toàn bộ bằng gỗ lim ta hết. Cột đường kính khoảng 20. Căn nhà này dựng chơi thì rất là đẹp luôn. Anh em nhé. Anh em xem. Dựng ở cũng được. Đấy, căn nhà này dựng ở cũng được. Dựng ở cũng phù hợp. Đấy, cũng có to cao và rộng. Đấy, đồ ở bên trên đây. Đồ bên trên đây thì mình có đánh giáp quật lại một lần nữa thôi là sẽ là rất là nhặn bóng. Đấy, hoàn thiện lại đẹp. Căn này thì đang ở trong Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhà 4 vì kẻ truyền. 4 vì kẻ truyền to cao rộng ở đây. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Đấy, mình sẽ chụp thêm một số những cái bức ảnh chi tiết. Đấy, anh em nhìn chất lim này. Chất lim đèn bóng như thế này thì rất là bền. Đấy, toàn bộ là lim hết. Đấy, toàn bộ là lim hết. Đấy, lim ta hết. Dạ tàu căn này kê cả đá lên thì được khoảng 2m3. 2m3 dạ tàu. Đây là căn này rất phù hợp để anh em dựng chơi. Đấy, dựng chơi, ngồi chơi uống nước rất là phù hợp. Đấy. Nếu mà dựng chơi uống nước thì lắp dựng toàn bộ phần gỗ đầy đủ hoành dui. Đấy, của mình là 250. Đấy. Dựng chơi uống nước. Còn nếu mà lắp cả cửa vào nữa thì nó thành khoảng 300. Đấy, 300 cả cửa. Mình sẽ lắp dựng cửa bức bàn ở đây. Ô thông phong, cửa bức bàn, ngưỡng ngạch. Đấy, đầy đủ. Lắp dựng 3 gian. Đấy, thì là rơi vào 300. Chưa tính ngói. Đấy, chất lim rất là đẹp. Đánh bóng đi thì sẽ nhẵn và đẹp. Toàn bộ khung gọng chính là bằng lim ta hết. Đấy, nhà này ở cũng được. Đấy. Dạ vâng. Cháu vừa đang quay cái video cái. Ê, ăn rồi đi luôn đấy. Ok. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Toàn bộ phần khung chính là bằng gỗ lim ta.